chào tất cả các con. Cô là Lê Thủy, giáo viên trường mầm non Thanh Trạch. Các con ơi, đã rất lâu rồi cô cháu mình không được gặp nhau nữa đấy. Các con ở nhà có nghe lời ông bà, bố mẹ không nào? Để những ngày nghỉ của các con ở nhà thêm thú vị thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các con làm một thí nghiệm, đó là vẽ hình trên nước. Để làm được thí nghiệm này thì cô cần chuẩn bị một chiếc dĩa màu trắng, những cái bút xạ và một chai nước lọc. Bây giờ cô cháu mình cũng bắt tay vào làm thí nghiệm nhé. Đầu tiên cô sẽ dùng chiếc bút xạ màu xanh vẽ lên chiếc dĩa của mình những hình vẽ mà cô yêu thích đấy. Cô sẽ vẽ một hình tam giác. Khi vẽ thì các con nhớ vẽ kín và không được tô lem ra ngoài. Cô vẽ một hình chữ nhật. Cô vẽ một hình vuông. Và cô sẽ vẽ một hình trái tim. Vậy là cô đã vẽ xong rồi. Bây giờ cô cháu mình cùng đợi cho những hình vẽ này khô đã nhé. À các con ơi, những hình vẽ của cô đã khô rồi. Bây giờ các con cùng chú ý quan sát xem có hiện tượng gì xảy ra với những hình vẽ của cô nhé. Cô sẽ đổ nước vào chiếc dĩa của mình. Khi đổ nước thì cô sẽ đổ từ từ. Các con cùng quan sát xem nhé. À các con ơi, những hình vẽ của cô như thế nào đấy? À, những hình vẽ của cô đang từ từ chuyển động trên mặt nước đấy. Các con có thấy thú vị không? À, vậy là cô đã làm xong thí nghiệm của mình rồi. Các con có biết vì sao những hình vẽ của cô lại nổi trên mặt nước không nào? À vì trong bút xạ của cô có dầu, mà dầu nhẹ hơn nước nên khi dầu gặp nước thì dầu sẽ nổi trên mặt nước đấy. Cô chúc các con ở nhà làm thí nghiệm thành công, cho bố mẹ và ông bà mình cùng xem nhé. Thí nghiệm của cô đến đây là kết thúc rồi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con.